thì bữa đến giờ thì mình đã học được khoảng 3 tháng. Và tất cả những kiến thức và kỹ năng mà cô giáo Huyền Trang truyền tải cho mình thì mình cũng đã hội tụ được. Và mình hy vọng là với cái sự tự tin và cũng như những cái gì mà mình đã tiếp thu được thì mình sẽ hoàn thành phần thi một cách tốt nhất. Với em cũng như tất cả các anh chị đang có mặt ở đây thì đều là những học viên của lớp MC đa năng chuyên sâu. Và trong thời gian sắp tới thì tụi em vẫn sẽ học và vẫn sẽ tiếp thu những kiến thức nâng cao hơn. Rồi, được chưa? Hôm nay là ngày 26 tháng 6, đây chúng tôi đang làm bài kiểm tra kỳ thi 1/5, kỳ thi sơ đẳng của lớp MC Đa Năng. Và đây, tôi đã thu hết nhà tài liệu rồi. Đừng có hòng mà copy hay là quay bài của tôi. Chủ yếu mình sáng tạo, mình làm sao cho nó hợp lý là được. Tô màu, tô mè, tô gì, ứng làm gì đó là. Bẻ cổ áo xuống, bẻ cổ áo xuống. Khổ tâm ghê, lớp tôi cho nó thi cho đẹp mọi người ạ. Rồi, các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kỳ thi đầu tiên của lớp chúng ta, đó chính là kỳ thi 1.5. Tại sao chúng ta nói là kỳ thi 1.5? Chúng ta sẽ có 5 kỳ thi tất cả và đây là kỳ thi đầu tiên của lớp. Về kiểm tra chất lượng, phần thi lý thuyết 120 phút và kỹ năng sơ đẳng chuyên ngành MC đa năng. Và bây giờ lớp trưởng phát bài giùm cô. Ngày hôm nay đề thi của chúng ta thì cô in hai mặt nhé. Bây giờ thì cô sẽ cho các bạn 3 phút để đọc sơ qua đề thi trước khi chúng ta bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngược countdown. Các em chuẩn bị 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lớp chúng mình học hết sức thì hết mình. Yeah. Ok, bây giờ các em thi nha. 60 phút đầu tiên thì cô sẽ thu phần 1 lý thuyết của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 5 phần lý thuyết và sẽ thu phần 1 trong 60 phút đầu tiên. Và đến ngược. Năm, bốn, ba, hai, một, nộp bài. Rồi, bây giờ chúng ta có 60 phút tiếp theo để làm những phần tiếp theo nhé. Chút xíu là thi xong cô sẽ hỏi là, cô sẽ giải thích là tại sao lại có cái câu hỏi đó. Rồi. Phần nào khó nhất? Sáng tạo là khó nhất. Sáng tạo là khó nhất. TikToker, blogger, voice mà bạn đã được học, bạn thích nhất thể loại voice nào và đâu là sở trường của bạn? Thì câu hỏi này là câu hỏi thêm. Ví dụ có người ghét là không thích là cái ly này để như thế này, phải thích để cái ly ngang như thế này, kiểu như vậy. Hoặc là nghe một cái tiếng cực kỳ phát là khó chịu. Thì mỗi người họ có một cái sự không thích, một cái sự ghét cho một cái sự việc hoặc một cái vật nào đó. Thì cô đang muốn biết là những bạn ở đây, các bạn ghét điều gì? Xin chào tất cả mọi người, mình là học viên Minh Dũng và sáng hôm nay mình vừa hoàn thành trong phần thi lý thuyết. Cái phần đầu tư nhất của mình trong cái phần thi lý thuyết sáng nay là câu chuyện cổ tích cô bé Ban Diêm. Xin chào mọi người, mình là Phương Linh và mình vừa mới hoàn thành xong phần thi lý thuyết của Học viện Ngôi sao Việt Nam. Và theo mình đánh giá thì bài làm của mình khá ổn, nó tầm khoảng 80-90%. Xin chào tất cả mọi người, mình là học viên Việt Đức, là mình vừa hoàn thành xong bài thi lý thuyết sáng ngày hôm nay. Mọi người nhìn đầu mình là cũng biết là mình làm bài thi nó gian nan vất vả như thế nào đúng không mọi người? Cô là dạy cho bọn mình rất là nhiều kiến thức, nhưng mà vận dụng được hay không thì là do bản thân mình. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Xin chào tất cả mọi người, lại là Thiên Kim đây. Ngày hôm nay là bật mí cho mọi người biết một điều, đó là ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của Thiên Kim, tức là ngày đầu tiên 22 tuổi. Nhưng mà ngày hôm nay Thiên Kim đã nhận được một cú sốc đầu tiên trong tuổi 22, đó chính là bài kiểm tra lý thuyết sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Happy birthday Thiên Kim. Happy birthday to you. Xong rồi đó, qua kia lại. Một số câu hỏi em trả lời bị lạc đề, cho nên là hy vọng cô Huyền Trang sẽ chăm trước cho một xíu. Không đâu. Và chúc cho tất cả các học viên của lớp 01 tối ngày hôm nay sẽ có một phần thi thực hành thật là tốt. I love you. Mỹ ơi. Vâng, mời cô. Để Lâm ơi. Ơi cô. Ngày hôm nay Để Lâm ơi làm bài như thế nào nè? Câu hỏi nào là làm khó Để Lâm nhất? Và Để Lâm cảm thấy là mình làm được bao nhiêu phần trăm trong bài thi vừa rồi?
Dạ cảm ơn câu hỏi rất là dài của cô, giống như cái đề thi mà cô vừa mới ra cho tụi em làm vừa nãy vậy đó. Phải nói với mọi người là cái đề thi nó dài giống như cái đường đời của mình vậy mọi người ạ. Và xin chào mọi người, mình là Tuệ Lâm, là một học viên của khóa MC01 đa năng chuyên sâu của Học viện Đào tạo Kỹ năng Biểu diễn Ngôi sao Việt Nam. Và vừa rồi thì mình vừa thi xong phần thi lý thuyết và thật sự mình vẫn chưa hết bàng hoàng về cái độ dài cũng như độ khó của cái đề mà cô Trang đã ra cho tất cả tụi mình. Và lần đầu tiên mà rất lâu rồi mình mới trải qua một cái cuộc thi mà cái não mình nó vận dụng hết tất cả những cái sắc xám và nó nở ra mấy chục phân vậy đó. Các bạn thân mến, sáng ngày hôm nay thì Học viện Đào tạo Kỹ năng Biểu diễn Ngôi sao Việt Nam đã hoàn thành phần thi lý thuyết dài 120 phút cho lớp MC01. Và chiều nay thì tất cả các bạn sẽ tập trung vào lúc 5:30 chiều. Và sau đó 6:00 các bạn sẽ di chuyển lên khu vực sân khấu và bắt đầu với phần thi thực hành. Và kèm theo sau đó thì Học viện sẽ mời 3 vị khách mời sẽ cùng tham dự và đưa ra những ý kiến chuyên môn cho tất cả các bạn. Và chúc cho tất cả các học viên của lớp MC01 chiều ngày hôm nay sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Yeah, và lớp chúng mình học hết sức thì hết mình. Yeah. Chào mừng tất cả các em cùng với hai khách mời đã có mặt trong phần thi thực hành của Học viện Đào tạo Kỹ năng Biểu diễn Ngôi sao Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thực hành dành cho 7 học viên của lớp MC chuyên sâu đa năng 01. Và chúng ta sẽ lần lượt lên sân khấu và bốc thăm số thứ tự. Sau khi mà bốc thăm số thứ tự xong, chúng ta sẽ tiến đến cái lọ thủy tinh bên này và bốc thăm chủ đề, những chủ đề mà chúng ta sẽ thi trong buổi tối ngày hôm nay. Các em đã hiểu thể lệ chưa? Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt từng bạn tiến lên sân khấu và bốc thăm số thứ tự của mình. Rồi, của em số 6. Ok, surprise đó. Ok, chúng ta đã biết được số thứ tự thi của các bạn học viên trong phần thi thực hành tới nay. Và bây giờ các em sẽ tiến hành bốc thăm những chủ đề, bốc thăm những chủ đề mình sẽ dự thi. Mở ra xong đứng đó đọc luôn, quay người đứng này. Rồi, chủ đề của Dũng sẽ là gì? Hãy giới thiệu về ca khúc Cô đơn trên sofa của Hồ Hà. Đó, chủ đề đầu tiên của chúng ta đó chính là thể loại voice. Tác giả tác phẩm là giới thiệu ca khúc Cô đơn trên sofa của Hồ Ngọc Hà. Tiếp theo, chủ đề của em là gì Siêu? Dạ là voice cảm xúc. Hãy sống như còn một ngày để sau. Trúng tủ không mấy bạn? Trúng tủ không? Vỗ tay trúng tủ. Dạ và ngay sau đây em xin mời cô Huyền Trang cùng với hai vị giám khảo cùng với tất cả các bạn học viên, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của em. Hãy sống như còn một ngày để sống. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây khi mình chết có ai buồn không? Đôi lúc tôi hay ngộ nhận một điều xa xôi, lạ lẫm ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương, kịp nói những điều vẫn vương. Giả như ở đâu đó có người để đời lắng nghe tôi kể. Người ta thường dùng nhiều hình ảnh để nói về cuộc đời. Có người xem cuộc đời như một bản nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Người khác lại nhìn cuộc đời như một cuộc hành trình gian khổ nhưng cũng đầy hy vọng hướng về cùng đích đến. Có lẽ trong cuộc sống thường nhật, chẳng ai lại tự nhiên nghĩ đến cái chết. Vì ai cũng có bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ. Hãy sống như còn một ngày để sống. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không? Đôi lúc tôi hay ngộ nhận một điều xa xôi, lạ lẫm ngỡ như là quen. Đôi lúc tôi muốn sống thật chậm để kịp yêu thương, để kịp nói những điều vững vương. Và giá như ở đâu đó có người lắng nghe tôi kể. Dựa trên cái yếu tố này thì chúng ta có thể đánh giá được tốt những học viên. Và sẽ mời 7 bạn chúng ta cùng lên sân khấu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 chúng ta đi từ Phi Hùng ha. Rồi xin mời giám khảo ạ. Tất cả mọi người đây, cái thứ nhất là
Chúng Dũng phải gửi lời khen tới Huyền Trang là lựa chọn của tất cả các bạn, được trai được gái. Đẹp thôi chứ. Những mắt cứ con mắt thôi. Nó đơn thuần chân thật nhưng mà lại có sự sâu, nó đi sâu vào cái nội dung. Đáng khen cho em 18 tuổi vượt đường rào như cái gì không có gì để che cái giáo âm vượt. Nhưng mà em chân thật, chị thấy không? Em rất là chân thật. Anh nói rõ vượt rào, trong cái đó bé nó đi là vượt đường xá xe xôi 2 tiếng đồng hồ, 14 tiếng để nó học. Đúng, cho nên á, không che luôn, bây giờ không còn gì để che nữa. Tuyệt vời em ơi. Nhấm nháp một chút tinh hoa của whisky Molat, hoa minh vào những nồi chất. Người ta gọi đó là thấm mịn vào chất tiền liêu của New York. Thành phố không ngủ, thành phố của những cuộc vui bất tận. Kinh đô của nghệ thuật đương đại và những cung đường hoa lệ. Từng chữ trong này nó sẽ rất là lã lơi, quyến rũ, có cái ngữ điệu trong đó. Nhấm nháp một chút tinh hoa của whisky Molat. Đó, kiểu cảm giác là thấy là giống như bước từ cái phòng tắm đi ra hoặc là phòng ngủ đi ra lắc vậy đó. Xem nè, mua gói 2 hộp phô mai con và người 8 miếng, tặng ngay trực thăng bong bóng, bay cao vút, hè thật vui. Có nghĩa là bạn Dũng bị một cái là cái hơi bạn phà vào trong cái micro, phát âm nó không có được tròn. Nhưng mà nếu mà đọc chậm thì sẽ khắc phục được. Nhưng mà nếu mà đọc nhanh á, thì sẽ bị nghe không rõ cái lùng bùng. Hè này mẹ có quà gì cho bé? À, sớm nè, mua gói 2 hộp phô mai con bọc cười tán miếng tặng ngay trực thân bong bóng, bì cà vút, hè thật vui. Thì nó là như vậy nha. Mà chúng ta sẽ đến với một ca khúc cũng rất nổi tiếng khác của nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân. Đó chính là Cô Đơn Trên Sofa. Và không để cho quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ Phi Hùng xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt về phía sân khấu để cùng chào đón nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với ca khúc Cô Đơn Trên Sofa. Xin mời. Và hôm nay chúng ta cùng nhau lắng động lại một chút nữa để nghe ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc Bên Trên Tầng Lầu của quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để em được sống vô tư như một bông hoa, dù bầu trời kiểu xa, cho em thôi miệt mài nghĩ suy. Và ca khúc gì ạ? Cô Đơn Trên Sofa. Yeah, chính xác. Và ngay bây giờ một tràng pháo tay thật lớn để quay trở lại với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ví dụ như cái kiểu giọng của em thì nó sẽ hợp với sinh viên. Các bạn ơi, các bạn à, là sẽ hợp với sinh viên. Còn đây mà ra mà khán giả mà muốn chó có phi quý. Quý vị ơi, các bạn ơi, cho tôi thấy những cánh tay của các bạn được không mà đẹp phải của chúng ta thôi rồi. Kiểu như vậy, nó phải rừng lên thì mình mới nói, mình mới hô hào trước đông đông đảo được. Còn nếu như mà chúng ta, quý vị ơi, dưới này là MC sẽ bị lu mờ luôn. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiến sinh độc lập bộ tổng tham mưu Ngụy, Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc kim độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Phạm Duy Cần sinh ngày 5/10/1921 tại phố 40 Ritaku, nay là phố Hàng Cót, Hà Nội. Là bị ê ra, rê ra. Ví dụ, cô ví dụ ha. Ví dụ gần, đúng ra cái này đọc này. Kính thưa quý vị, nhà sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5/10/1921 tại số 40 Ritaku, nay là Hàng Cót. Thì nó là cái giọng để mà truyền tải tác giả tác phẩm khi chúng ta giới thiệu. Còn bạn, nhà sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5/10, em đang bị ê ra. Em nhớ cái loại voi này chưa? Là mình đang giới thiệu tác giả. Đọc lại nhé, cho đọc lại. Đôi nét về nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cần, sinh ngày 5/10/1921 tại phố 40 Ritaku, nay là phố Hàng Cót, Hà Nội, trong gia đình văn nghiệp. Quý vị thân mến, khi nhắc đến những nhạc sĩ của nhạc từ thơ, chúng ta không thể không nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy. Tại số 40 Ritaku, nay là phố Hàng Cót, Hà Nội, cha ông là Phạm Duy Tố, từng được coi là nhà văn xã hội đầu tiên của nền văn học mới đầu thế kỷ 20. Anh của ông là Phạm Duy Khiêm, giáo sư, thạc sĩ, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp. Văn sĩ Pháp Văn, tác giả những cuốn
Bước trong đợt thế, nam mê sẽ là vị Serenus nam mê sẽ là vị De Hanoi Alacrity. Riêng phần giọng thôi rất là tốt. Đánh giá tất cả các bạn ngoài những lỗi nhỏ có thể gọi là đã tìm sâu ra để cho các bạn hoàn hảo hơn thôi, thì mẫu số chung là giọng rất là tốt. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì thực ra các bạn ở đây rất là tốt, thật sự. Cô trang luyện rất là kỹ, kỹ lắm ạ, kỹ lắm ạ, kỹ lắm ạ. Ngày hôm nay cảm ơn rất là nhiều thầy Trung Dũng với lại thầy Tú Phương, những người mà coi như là cùng lứa với cô và hoạt động nghệ thuật cũng rất là lâu rồi, rất lâu rồi. Ngày hôm nay cô cảm thấy rất là vui khi mà tất cả các em thi rất là nghiêm túc, rất là đầu tư cho cái bài thi của mình, trang phục này, makeup này, rồi là phần quan trọng nhất là phần nội dung, là cái phần chất lượng, cái phần trí tuệ, cái phần tài năng, thì là các em làm rất là tốt. Ngày hôm nay tuyên dương tất cả các em. Và một cái phần tiếp theo nữa là phần lý thuyết khi sáng cũng rất là tốt. Có nghĩa là các bạn có sự tư duy hơn. Thì lý thuyết là khi sáng chúng ta làm là có 5 phần tất cả, dài 120 phút. Và các bạn phải viết phần luận cho cả 5 cái phần đó về kiến thức của mình đã học được trong thời gian vừa qua. Bởi vì sao có cái phần đó là bởi vì là khi chúng ta, như cô nói đó, chúng ta đọc lướt qua thì chúng ta chưa chắc đã nhớ 100%. Nhưng chính tay chúng ta viết ra, não bộ nó vận hành, nó đưa xuống tay mình, truyền cảm mình viết ra, thì nó sẽ in sâu vào trong trí nhớ của các em. Thì đó là cách dạy của cô. Rồi ngày hôm nay một lần nữa tuyên dương tất cả các bạn, vỗ tay. Học viện đào tạo kỹ năng biểu diễn ngôi sao Việt Nam. Học hết sức, thi hết mình. Yeah.